Riot âm thầm cắt slot VCS, quản lý Genius khẩu chiến ác liệt với Team Flux. VCS mùa xuân 2023 đã tung teaser nhá hàng, đồng thời ấn định ngày khởi tranh 24 tháng 2. Cộng đồng cũng nhanh chóng phát hiện thông tin về lịch thi đấu cùng 8 đội tham dự, trong đấy có hai cái tên mới là Team Flux và MGN Box Esports. Đây là điều bất ngờ, bởi Riot đã không tổ chức vòng thăng hạng mà tự quyết định hai đội trên sẽ tham dự. Điều này khiến đội tuyển có suất cạnh tranh VCS là Genius Esports cảm thấy không hài lòng. Phía Genius cho rằng Riot đã âm thầm cắt slot của mình và có hành động mập mờ để quyết định đội khác. Không lâu sau, chính chủ quản của Genius đã có những thắc mắc trên trang cá nhân của quản lý Team Flux về vụ việc này. Cuộc hội thoại của cả hai nhanh chóng trở nên căng thẳng với hàng loạt lời móc mỉa nhau. Phía Genius thì cho rằng Team Flux đã đi cửa sau để có suất VCS một cách không minh bạch. Trong khi phía còn lại đáp trả, do Genius có quá nhiều vấn đề tiêu cực liên quan đến nợ lương, cày thuê nên Riot cắt suất là hợp lý. Cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết khi ban tổ chức cũng như Riot đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào. Sau đó, cộng đồng vẫn phải tiếp tục chờ đợi những bất ngờ tiếp theo.